trời quê ta thiêng liêng hiền hòa như bài dân ca thắm từng trái tim ta. Trà Tân là địa danh có từ lâu đời trên miền núi Đức Linh, Bình Thuận. Địa danh này gắn với sự tồn tại của một tộc người có tên gọi là Châu Ro. Trước biến động của lịch sử, có những lúc tưởng chừng như làng Châu Ro Trà Tân đã mất. Nhưng đến nay, ngôi làng này vẫn hiện hữu, chứng minh sức sống mãnh liệt của những người con núi rừng. Làng Châu Ro Trà Tân thuộc địa bàn thôn Tư, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Cách sông La Ngà chừng 2 km, cách núi Gia Lào khoảng 18 km. Đây là địa bàn cư trú lâu đời của người Châu Ro bản xứ. Những người có tuổi trong làng cho biết, địa bàn sinh sống hiện tại của người Châu Ro Trà Tân nằm rất gần với trung tâm cư trú ngày xưa của ông bà tổ tiên họ. Nói chung ra ngày xưa cái nguồn gốc ở đây thì một số dân tộc, nhiều cái họ khác nhau, nhưng mà ở đây là cái gốc chính. Thì ở đây trước đây thì đồng ruộng này mười mấy hộ tộc thì sinh sống ở đây. Cánh đồng lớn nằm sau ngôi làng hiện thời được cho là nơi mà ngày xưa có các nhóm tộc người Châu Ro quần tụ bên nhau. Họ sống theo từng nhóm nhỏ, nhóm này cách nhóm kia không xa, và lúc ấy mỗi nhóm được hiểu như là một họ tộc. Những người trong họ tộc sống gần gũi bên nhau để giúp đỡ, bảo vệ nhau trước những tai họa của thiên nhiên cũng như thú dữ và kẻ thù xâm phạm. Thông thường, giữa mỗi chòm cư dân của họ tộc có trồng một cây me. Cây me được xem là biểu tượng, là kỷ vật của ông bà tổ tiên để lại cho con cháu. Trước chiến tranh thì mỗi vùng thì ở dưới thì ruộng, còn ở trên thì người ta phá nương làm rẫy để trồng củ trồng khoai. Mà mỗi một vùng như vậy thì người ta trồng một cái cây me để làm cái kỷ vật và cái kỷ niệm cho con cháu sau này, để có cái kỷ vật kỷ niệm đó. Thành ra mỗi cái khu vực và mỗi cái dân cư mà ở từng thửa thì đều phải trồng cái cây me. Tự vì coi như cái vấn đề cái kỷ vật không có, chỉ có cây me là cái cây sống lâu năm nhất và cái cây me thọ nhất. Hơn 10 năm trước, ở khu vực này còn những cây me cổ thụ. Nhưng rồi sau đó, do không ai bảo vệ nên những cây me cổ thụ biểu tượng cho các họ tộc trong vùng bị những kẻ lạ mặt đốn chặt vì lợi ích kinh tế. Hình ảnh về cây me cổ thụ và không gian sinh hoạt của người Châu Ro bây giờ chỉ còn trong ký ức của những người ở tuổi đã xế chiều. Thời xa xưa, cũng như nhiều tộc người miền cao, người Châu Ro có cuộc sống du canh du cư. Nhưng đến khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhóm người Châu Ro ở đây chọn khu vực này làm địa bàn cư trú ổn định. Không ai nhớ tên gốc của làng bằng tiếng Châu Ro là gì. Nhưng vào thời nhà yêu nước Nguyễn Thông đi thám hiểm vùng núi Tánh Linh, thì địa danh Trà Tân mang âm Hán Việt để chỉ địa bàn cư trú của một nhóm tộc người thiểu số đã được nhắc đến trong bài Sớ dâng lên vua Tự Đức năm 1876. Địa danh Trà Tân vẫn được dùng cho đến ngày nay. Hơn nửa thế kỷ trước, bao quanh làng Châu Ro Trà Tân là rừng rú hoang vu. Ở đây chỉ có duy nhất tộc người Châu Ro sinh sống. Họ chính là chủ nhân của vùng đất này. Mãi cho đến sau năm 1954, ở Trà Tân mới có người di cư gốc Bắc đến đây lập nghiệp. Lùi về quá khứ, chúng ta có thể hình dung rằng cuộc sống của người Châu Ro ngày xưa rất gần gũi với thiên nhiên. Nhà làm ở trong rừng, nương rẫy cũng xen lẫn trong rừng, đi đâu cũng thấy rừng xanh bao phủ. Điều kiện sinh hoạt canh tác cũng còn rất thô sơ. Rừng không, toàn bộ là rừng hết. Ở nhà, nhà ở cũng rừng nữa. Bước xuống là có treo có trồn rồi. Chứ không nói là gà vịt gì. Bước xuống là mình bước xuống sàn nhà là có thấy thú rừng rồi. Cũng theo lời kể của các bọt cao niên, thời trước, ông bà tổ tiên họ chủ yếu làm nhà sàn để ở. Nhà được làm bằng tranh tre và cây gỗ sẵn có trong rừng. Và thường mỗi căn nhà đều có sàn, có gác cao lên để tránh bị thú dữ tấn công.
Xưa rồi dân cư nó không đông, mà nhà thì ở trong phần đông là nhà sàn, nhà gác, chứ ở nhà đất này là cọp nó vô, rồi không có ở được, thành ra ta cất cái sàn ở trên đó, người ta ở dưới này là đun lửa, mỗi khi trời tối là đun lửa, là như vậy. Vì phần đông qua như vậy là cọp nó vô trâu bò lắm, mà vô chứ cũng dân cũng không làm gì được. Thì tay không có nỏ bắn, có nỏ thì nỏ bắn cũng không được. Người Châu Ro Trà Tân ngày xưa sống bằng hai nghề, canh tác nông nghiệp và săn bắt thú rừng. Về nông nghiệp, họ thường chọn sống ở gần những vùng ruộng trũng để thuận tiện trồng cây lúa nước. Bên trên ruộng lúa là nương rẫy trồng bắp, trồng khoai. Do đó, lúa, bắp và khoai là lương thực chủ yếu trong đời sống. Ngoài ra, dân trong làng còn giỏi nghề bắt cá, hái măng dọc theo sông, suối và nhất là nghề săn bắn thú rừng. Thì xa xưa chỉ có hai nghề, một là trồng lúa nước một vụ, hai là trồng ngô, trồng khoai. Ngày xưa chỉ có ngô với khoai thôi. Với lại coi như là nghề săn bắt, rồi có khi đổi săn bắn, rồi đổi đổi muối, rồi đổi thuốc. Nói chung ra ngày xưa là chỉ có thế thôi. Rồi coi như ngày xưa thì làm nói chung ra vô canh vô cư, chứ không phải như hôm nay. Bởi vì coi như là cứ nay đây mai đó, bởi vì cái thời trước đây cũng thời chiến mà. Nó thành ra coi như cũng di dân liên tục, thành ra chỉ có chỗ nào mà thuận tiện, chỉ có rẫy ruộng là chính. Bên cạnh đời sống vật chất, người Châu Ro ngày xưa còn có các sinh hoạt văn hóa dân gian gắn với lễ hội và đời sống tâm linh của cả cộng đồng. Hàng năm, vào tháng 3 âm lịch là Tết đầu lúa, rồi cứ 7 năm đáo lệ một lần, có lễ hội giết trâu, giết bò, cúng tế thần linh, cầu cho mùa màng được tươi tốt. Đi cùng lễ hội là các sinh hoạt văn hóa dân gian như uống rượu cần, biểu diễn cồng chiêng, hát múa. Nhưng hiện nay, các lễ hội cũng như các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng ngày càng mai một dần, để lại nuối tiếc cho người đời sau. Đầu mùa là có nhang lúa, bằng nhang lúa cúng thần nông giờ đầu tháng 3. Còn ăn Tết đó, Tết cổ truyền là cũng ăn chung với người dân tộc, người Kinh. Nói như vậy ăn chung. Còn Tết dân tộc riêng là tháng 3. Các cái lễ đâm trâu giết bò rồi đó, ở cái lễ đó thì nó có trục lệ, nó 7 năm rồi. 7 năm mới đáo lệ một lần. Cây bằng cúng đình, cúng miễu đó. Cây bằng cúng đình, bây giờ nó là cúng đình đó. Nó 7 năm rồi, bị đáo lệ một lần giết trâu, giết bò. Năm 1974, một biến cố lớn xảy đến với làng. Đó là việc lính Pháp từ Tánh Linh đến dùng vũ lực gom bà con làng Châu Ro Trà Tân tập trung về khu vực Võ Đắc sinh sống. Một số ít chạy thoát được, theo bộ đội vào rừng lá Bà Rịa lập chiến khu. Cộng đồng người Châu Ro Trà Tân như bị tan bầy xẻ nghé, biết mấy đau thương. Sau hiệp định đình chiến 1954, các hộ đồng bào ở chiến khu rừng lá tìm về nhóm bà con của mình ở Võ Đắc. Không lâu sau, chế độ Ngô Đình Diệm cho xây dựng dinh điền Võ Đắc dành cho cả người Kinh và người thiểu số. Người thiểu số tập trung ở khu vực dành riêng, được cấp đất, cấp ruộng để làm ăn sinh sống. Sống trong tình trạng chiến tranh, ai cũng mong đến ngày hòa bình. Sau ngày giải phóng, theo chủ trương của chính quyền cách mạng, đồng bào thiểu số, nhà nào có ruộng đất ở quê cũ thì trở về xây dựng lại. Lúc ấy, có chừng hơn 20 hộ quay trở về vùng đất cũ, Trà Tân. Số còn lại vẫn tiếp tục sống với cộng đồng Châu Ro ở Võ Đắc. Quay về quê cũ, các hộ dân tìm lại ruộng đất xưa và bắt đầu gầy dựng lại xóm làng. Không có cái gì bằng rẫy bằng ruộng. Đi xong phải quay về thời bình, quay về để làm kinh tế. Đó là cái nguồn gốc ngày xưa. Thành ra thời trước chiến tranh thì coi như là ở các vùng khác mà giải phóng xong thì nhà nước kêu gọi ai có ruộng xưa, rẫy xưa rồi quay về lại để làm kinh tế. Thì
giải phóng xong ở giỏ đất quay về đây để vấn đề coi như khôi phục lại đồng ruộng và nương rẫy. Hồi mà giải phóng rồi về đây thì coi như là ở đây là ruộng bỏ hoang hết. Đó. Thành coi như vậy một hộ như vậy là chim có thể tùy theo đông con làm 5 mẫu, 3 mẫu ruộng gọi là thì coi như vậy cũng cấm khá. Cuộc sống lúc mới trở về tuy có khó khăn, nhưng với quyết tâm xây dựng lại quê cũ, người Châu Ro Trà Tân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Họ trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, nhất là phát triển mạnh về chăn nuôi bò. Không bao lâu sau, xóm làng đã được định hình trở lại. Hơn chục năm sau đó, dân cư ở làng Châu Ro Trà Tân càng lúc càng đông hơn. Một phần do việc dựng vợ gả chồng qua lại giữa hai làng Châu Ro Võ Đắc và Trà Tân. Thường thì các cặp vợ chồng trẻ chọn về Trà Tân sinh sống. Cùng với đó, một số hộ dân người Châu Ro trước đó sống tản mát ở Đồng Nai, Bà Rịa và một số nơi khác trong thời loạn lạc. Sau này, trở về tìm lại dòng tộc và quyết định dọn về sống nơi quê cũ. Đến nay, trong làng có khoảng 300 hộ gia đình người Châu Ro sinh sống với khoảng 1.280 nhân khẩu. Bây giờ họ thấy cuộc sống nơi đây đã ổn định hơn nhiều, điều kiện làm ăn, sinh sống thuận lợi, xóm làng vào quy củ nề nếp. Ai cũng lo làm ăn để thúc đẩy kinh tế gia đình. Mình công ty Nguyên Lộc mà khuyến khích mình trồng. Thì nói chung á, thì hồi xưa rất là khó khăn vì thứ nhất là kinh tế nè, thứ hai mình làm lúa một vụ á, thấy rất khó khăn vì hồi xưa. Bữa nay thì mình nghĩ như thế này nè, thứ nhất làm lúa hai vụ cũng được cung cấp cái kinh tế chút. Cho nên như nhà tôi cũng thấy trước mắt vậy, cho nên tôi mới cố gắng làm để lo cho các con đi học. Hiện nay, đồng bào Châu Ro ở thôn Tư, Trà Tân có nguồn thu nhập dựa vào nông nghiệp là chủ yếu. Những năm qua, nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên ruộng đồng của bà con cho thu nhập khá hơn xưa. Nhiều hộ gia đình chủ động xây dựng các vườn cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cacao, cao su, cà phê, qua đó mang lại nguồn kinh tế khấm khá. Nhiều hộ đã vươn lên làm giàu, có đời sống khá giả. Vấn đề đối với cái vấn đề nông nghiệp của bà con, nói chung ra bà con về quê xưa đất cũ, thành ra nay bà con sản xuất với lại những năm tiếp theo, mà quan trọng nhất là gần đây có nghị quyết 04 là bà con thay đổi cái vấn đề cái cách trồng và cách chăn nuôi. Bởi vì coi như trước đây là lúa một vụ mà nay chuyển thành hai vụ. Nhưng mà phía trước là vấn đề coi như thời tiết thì không nói rồi, còn ngoài thời tiết đó bà con cũng am hiểu. Vấn đề coi như học hỏi theo khoa học, đi tập huấn nhiều cái vấn đề khoa học kỹ thuật, áp dụng rồi nghị quyết 04 đưa xuống để tạo điều kiện cho bà con để làm được cái kinh tế và đời sống bữa nay từng bước cũng bà con cũng được cái sự quan tâm của Đảng nhà nước. Nay bà con cũng từng bước có cái nền phát triển. Những năm gần đây, nhà nước cũng đã quan tâm đầu tư phát triển dân sinh kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có làng Châu Ro, Trà Tân. Đường giao thông, hệ thống nước sạch nông thôn, mạng lưới điện quốc gia, nhà văn hóa cộng đồng, trường học được đầu tư khang trang. Con em đồng bào được đến trường, đến lớp, đời sống dân trí đã mở mang. Hiện nay, nhà tranh tre lá, nhà dột nát ở làng Châu Ro, Trà Tân cũng không còn. Thay vào đó là những ngôi nhà kiên cố, điểm tô cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước những đổi thay của quê hương mình, đồng bào Châu Ro, xã Trà Tân hôm nay tiếp tục vững một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Họ quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.